Chào các bạn, mình đến từ Natolab và bắt đầu mình sẽ lại tiếp tục với series là sử dụng con chip F030 F476 à. Ở đây mình là chủ đề về ngắt ngòi. Mình sử dụng QMS và phần mềm PLC. QMS32 F030 4B6. Rồi. Rồi, ở đây mình sử dụng ngắt ngòi và trên cái kit của mình hiện tại đang sử dụng một là cái con led ở trên bo là mình đặt là led 1. Rồi ở phía chân B5 mình có một con led nữa, mình đặt ở đây là led 2. Và ở cái chân PA3 này mình đang gắn một cái nút nhấn, thì ở đây mình sẽ dùng ngắt ngòi để đọc cái nút nhấn này. Ok rồi, tiếp theo là mình sẽ cấu hình cho ngắt ngòi. Thì chúng ta sẽ vào system. Ok, mình sẽ chọn ở cái chân số 3 này thì mình sẽ chọn là pull up ha, tại vì cái nút nhấn mình đang một chân mình nối ở cái chân BA3 và một chân mình nối xuống zin đi ha. Đấy, thì mình sẽ kéo lên để cho cái trạng thái của cái nút cái chân BA3 này nó được ổn định. Rồi, ở phía phần mode thì mình sẽ chọn là mình cái cho cái nút mình kéo lên, cho nên mình sẽ chọn cái mode là kéo xuống để phù hợp ha. Chọn cái trên phù cạnh dưới nha, ngắt xung cạnh dưới ha. Khi mà rồi với những cái thông số như là system thì sẽ chọn là debug zero y ha. Rồi bên phía xử lý ngắt thì mình sẽ bật cái chức năng của chân số 3 lên ha. Ok, về phía phần rcc cũng không quan tâm cho lắm. Về clock mình để là mặc định. Rồi về phần project mình sẽ đặt tên cho cái chương trình này là interrupt. Interrupt S4V6 à. 4V6. Rồi mình dùng KLC lên chọn bài game và mình chỉ chọn những thư viện cần thiết thôi. Rồi tiến hành generate. Open. Ok, thì mình sử dụng ngắt ngòi để xử lý. Đầu tiên mình sẽ tạo một cái chương trình chớp tắt led cơ bản cho dùng hàm half relay ha. Sẽ bắt đầu là gpio 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 driving ha. Rồi tiếp theo là cái chân led led board và led một pin và trạng thái của chân GPIO pin reset.
Ok, tiếp tục mình sẽ copy rồi này này mình sẽ cho là 500 mili giây. Mỗi người mỗi tên đấy là cái hàm này nó sẽ hoạt động độc lập với ngắt. Để trong quá trình delay mình có thể dùng để kích hoạt một con led khác mà không cần phải chờ cái hàm delay xử lý xong, để thời gian dài dài đi, 1 giây luôn đi. Rồi bây giờ mình sẽ view ok rồi cái hàm xử lý ngắt ở đây với đây ha, thì mình sẽ tìm cái hàm mà mình hàm ngắt đây, này là hàm ngắt thì mình sẽ nhấn chuột phải mình đi tìm cái hàm này nó viết cái gì đó, thì khi xử lý ngắt thì nó sẽ gọi những cái hàm này ra ha, nó sẽ xóa cỡ ngắt rồi nó sẽ gọi cái hàm này, thì giờ mình sẽ lấy cái hàm này về để mình viết này. Rồi mình copy cái hàm này mình bỏ về cái trên hàm main ha, đấy mình bỏ quýt này đi. Ok, trong khi mà ngắt xảy ra thì mình sẽ sử dụng để mà đảo trạng thái của con led thứ hai. CDIO con led hai tăng của pin ha. Ok rồi ở đây là sẽ dùng led led hai S2 bột S2 pin. Ok đấy, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu view. Rồi bây giờ mình sẽ thôi nhập code nha. Bây giờ ở đây mình giới thiệu bằng cứng xíu, ở đây mình đang dùng con led, dùng một con led đang led B4 nè, con led bên trên này là con led B5, led 2 ha, này là led 1 và đây là cái nút nhấn mình nối với BE3 ha. Rồi bây giờ mình sẽ nạp code thử, mình build ha, rồi mình sẽ config mình chọn app này. Ok xong mình sẽ build lại rồi node. Ok đấy, là khi mình chạy là nó sẽ cái hàm này nó nhấp cháy một máy mình nhấn nè đó, thì mình nhấn là nó không có chút nào delay hết, mình nhấn là nó sáng liền luôn, sáng nó tắt liền luôn ha. Đó thì là ok ha, nói chung là hàm ngắt này nó đơn giản. Rồi thank you các bạn đã đón xem.